Trương Giang Nghê bị chồng thiếu gia cắm sừng đi tầm tem với gái lạ, tiểu tam là bạn học Trần Phi Vũ. Trương Giang Nghê và Mã Siêu vốn là cặp uyên ương được ngưỡng mộ trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chồng của nữ diễn viên bị tố ngoại tình với nữ sinh. Cụ thể, sau khi tụ tập với một nhóm bạn bè, Mã Siêu trở về khách sạn một mình. Thông tin hôn nhân của Trương Giang Nghê gặp trục trặc đang gây xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung sau khi tay săn tin nổi tiếng Lưu Đại Trì tiết lộ chồng cô là Mã Siêu đang ngoại tình. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 11, Sina bất ngờ công khai scandal tình ái của Mã Siêu, chồng nữ diễn viên Trương Giang Nghê. Hình ảnh và clip bằng chứng Mã Siêu ngoại tình được tung ra khiến cư dân mạng xứ Trung được phen dậy sóng. Theo đó, paparazzi đã ghi lại được hình ảnh Mã Siêu xuống sảnh khách sạn đón một cô gái lạ vào lúc nửa đêm. Cả hai tỏ ra vô cùng tự nhiên và thoải mái khi ở bên nhau. Đến ngày hôm sau, cô gái này mới rời khỏi khách sạn trong bộ dạng tóc tai rối bời. Chỉ sau vài tiếng được công bố, thông tin chồng thiếu gia cắm sừng Trương Giang Nghê đã tiến thẳng lên vị trí số 1 top tìm kiếm bạn giải trí mạng xã hội Weibo. Dân mạng nhanh chóng soi ra, kẻ thứ ba là Thiệu Tình, 21 tuổi, sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cả hai được cho là đã lén lút qua lại được một thời gian. Dân mạng ngay lập tức tìm ra danh tính tiểu tam này. Được biết, cô gái này tên là Thiệu Tình Tình, sinh năm 2001. Đặc biệt, cô còn đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là bạn học cùng trường với Trần Phi Vũ. Trước nghi vấn bị cắm sừng, Trương Giang Nghê đã đăng tải lên trang Weibo cá nhân dòng trạng thái đầy tâm trạng, yêu được, bỏ xuống được, ngầm xác nhận chuyện chồng ngoại tình. Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hy từng nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả khi công khai mối tình lãng mạn với chồng thiếu gia Mã Siêu, ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, đồng thời là bạn thân của thiếu gia tài tiếng Vương Tư Thông. Theo Sina, Trương Giang Nghê và Mã Siêu đăng ký kết hôn từ năm 2016 và có hai con trai. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Gia đình Trương Giang Nghê luôn tỏ ra hạnh phúc, Mã Siêu luôn yêu chiều vợ, thường xuyên tặng quà, hoa và đưa vợ đi du lịch. Họ còn tham gia show Hành trình lãng mạn của người vợ và được khán giả ngưỡng mộ vì luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm. Với khối tài sản lớn của chồng, Trương Giang Nghê không cần cố gắng trong sự nghiệp, cô chỉ thỉnh thoảng nhận đóng vai phụ và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, trong một show truyền hình, Trương Giang Nghê gây bất ngờ khi chia sẻ cô có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn gọi mẹ chồng là bác vì bà không chấp nhận người con dâu này. Sau 6 năm bên nhau, Trương Giang Nghê và Mã Siêu vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Đây là điều khiến mỹ nhân Diên Hy công lược tiếc nuối. Trương Giang Nghê sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 19 tuổi và từng là nàng thơ của Quỳnh Dao nhờ phim Tân Một Thoáng Mộng Mơ. Năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Thuận Tần trong Diên Hy công lược. Cô từng được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất dàn hậu cung của phim này. Sự nghiệp của Trương Giang Nghê nổi bật với những vai diễn cổ trang trong Hiệp Khách Hành, Tam Quốc Nhiệt, Mỹ Nhân Như Họa, Ly Ái cùng Tỏ Châu Liêm. Ngoài ra, Trương Giang Nghê được đánh giá cao khi thể hiện nhân vật phản diện Vu Hoán trong Thiên Cổ Quyết Trần.